Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến ngày 6 tháng 10, đã có 13 tỉnh, thành phố trả lời về kế hoạch phục hồi bay nội địa, trong đó có 6 địa phương thống nhất với kế hoạch, gồm Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 4 địa phương thống nhất từng phần kế hoạch gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Nghệ An và Thừa Thiên Huế. 3 địa phương đề nghị chưa thực hiện kế hoạch gồm Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai. Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam chuẩn bị khôi phục 10 đường bay gồm đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Phú Quốc, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và giữa Thanh Hóa, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Kế hoạch khai thác có thể bắt đầu từ ngày 10 tháng 10. Các đường bay được mở sau khi có ý kiến đồng thuận của cả hai địa phương có cảng hàng không, sân bay liên quan đến đường bay. Tần suất khai thác sẽ được Cục Hàng không Việt Nam phân bổ cho các hãng hàng không đã đăng ký. Hành khách là đối tượng không phải cách ly tập trung tại nơi đến theo quy định của Bộ Y tế.